Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở trong video tiếp theo. Lần trước mình đã chia sẻ với các bạn cách để cài phần mềm của Canon và chúng ta có thể sử dụng để chỉnh sửa ảnh. Ngoài việc chỉnh sửa ảnh, chúng ta có thể chỉnh sửa video. Chúng ta có thể biên tập video ở trên phần mềm này. Ở trong phần mềm này có một tính năng rất là hay và mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là tính năng Remote Shooting, là chúng ta có thể sử dụng phần mềm điều khiển chiếc máy ảnh và chụp từ xa được, và chúng ta có thể xem tất cả những hoạt động của máy ảnh trên màn hình máy tính. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được tính năng này? Các bạn mở phần mềm lên và nhìn ở trong đây. Các bạn sẽ thấy là tính năng Remote Shooting. Các bạn nhấn vào đây. Nếu chúng ta để mặc định như thế này thì không thể nào sử dụng được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài ngay sau đây. Chúng ta bỏ qua bước tải về nhé các bạn. Mình đã tải sẵn đây rồi và giải nén ra để các bạn cùng xem. Tại đây, các bạn click đúp vào phần mềm. Chương trình sẽ giải nén và bắt đầu quá trình cài đặt. Cũng tương tự như lần trước, chúng ta chọn khu vực ở châu Á. Ở đây thì các bạn lựa chọn là Việt Nam nhé. Sau đó chọn Next và nhấn OK. Chương trình này sẽ cài 4 phần mềm vào trong máy của chúng ta. Nếu các bạn không thích phần nào, các bạn có thể bỏ qua. Nhưng mình thì mình sẽ cài hết và nhấn cài đặt và chọn Yes. Bây giờ máy của chúng ta sẽ cài các phần mềm vào. Sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta sử dụng máy tính điều khiển những chiếc máy ảnh Canon rất là dễ dàng và tiện lợi. Bây giờ đã cài sắp xong rồi, chúng ta nhấn Next. Ở phần này thì các bạn nên bỏ qua và chọn Next để chúng ta kết thúc. Chúng ta đã cài đặt xong rồi. Sau khi đã kết nối chiếc Canon 70D với chiếc máy tính, phần mềm sẽ tự động nhận diện ra chiếc camera đó. Các bạn có thể tải ảnh trong camera về máy tính, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn vào camera shooting và remote shooting ở đây, và chúng ta có thể điều khiển chiếc máy ảnh. Mình sẽ điều khiển để các bạn thấy. Ngay sau khi nhấn vào remote, chúng ta sẽ có một giao diện rất là giống với những gì ở trên màn hình máy ảnh đang hiển thị. Chúng ta có phím chụp, phím AF, MF, phím mở đèn flash và các chế độ chụp. Ở đây, các chế độ chụp này các bạn cũng có thể thay đổi được. Bạn muốn thay đổi bao nhiêu, chỉ việc nhấn nút vào đây và nhập thông số. Rất là dễ phải không các bạn? Để thấy những gì các bạn đang chỉnh ở trên màn hình, các bạn nhấn vào Live View Source. Sau khi nhấn vào Live View Source, tất cả những gì bạn chỉnh sẽ được hiển thị ở trên màn hình kèm với các thông số các bạn đã chỉnh. Các bạn có thể chụp thử, lấy nét và xoay ảnh. Mình sẽ thay đổi các thông số để các bạn cùng xem nhé. Các bạn thấy không? Ảnh của chúng ta sẽ sáng hơn rất là nhiều. Có lẽ là vô cùng dễ để chúng ta có thể chụp được bức ảnh nét. Ở phía giao diện bên màn hình này, các bạn có thể hiển thị đường chân trái áo này. Các bạn có thể xoay để cho phù hợp với màn hình mà các bạn đang sử dụng. Các bạn cũng có thể hiển thị điểm lấy nét và theo tỷ lệ các bạn mong muốn. Ở đây sẽ có một lựa chọn để bạn mở histogram. Với lựa chọn này, các bạn sẽ nhìn thấy biểu đồ phơi sáng của bức hình để các bạn có thể chụp được tốt hơn. Chúng ta có hai lựa chọn ở đây là Bright và RGB. Nếu như các bạn thích RGB thì có thể lựa chọn qua bên này. Ở phần Live View, chúng ta sẽ lựa chọn được những gì? Chúng ta sẽ lựa chọn được cân bằng trắng. Có tất cả các preset cân bằng trắng để các bạn lựa chọn. Và nếu như các bạn có một nhiệt độ màu thích hợp, các bạn có thể nhập vào đây. Rất là dễ phải không các bạn? Các bạn thấy cân bằng trắng khá là dễ phải không? Sau khi cân bằng trắng xong rồi, các bạn muốn chụp thử thì có thể nhấn vào phần Test Shooting ở đây. Chúng ta qua phần dưới là phần lựa chọn chế độ lấy nét. Có đủ tất cả các chế độ lấy nét mà các bạn đang có ở trong máy. Từ nhận diện gương mặt, chọn Single Zone và Multi Zone ở đây. Các bạn thấy không? Chúng ta chỉ cần di chuyển qua một cái thôi là mọi thứ thay đổi rất là nhiều. Các bạn cũng có thể thay đổi điểm lấy nét bằng cách sử dụng con chuột ở trên máy và di chuyển tới vị trí mà bạn muốn lấy nét và nhấn đúp vào. Khi các bạn nhấn đúp vào vị trí các bạn muốn lấy nét thì một màn hình sẽ hiện ra và cho bạn mức zoom khoảng 200%.
để các bạn có thể nhìn rõ và nghe nét đúng hay chưa. Thường thì những chiếc máy ảnh Canon sẽ sử dụng những ống kính STM và những ống kính có khẩu độ điện tử. Nếu như bạn muốn coi độ sâu trường ảnh thực tế là bao nhiêu thì các bạn có thể nhấn vào phần Depth of Field Preview ở đây. Khi các bạn nhấn vào thì máy sẽ khép lại đúng khẩu độ mà các bạn đang chỉnh ở trên máy. Chúng ta qua phần bảng điều khiển ở bên này nhé. Ở bên này các bạn có thể điều chỉnh là AF và MF được. Các bạn thay đổi nhiệt độ K, ISO ở đây, lựa chọn định dạng ảnh mà các bạn mong muốn. Rất nhiều định dạng ảnh mà các bạn có thể lựa. Các bạn có thể lựa chọn chế độ đo sáng. Ở phần phía dưới, chúng ta có thể lựa chọn được Picture Style. Và các bạn cũng có thể chỉnh các thông số của Picture Style này. Có thể nói là vô cùng đơn giản. Đây là một tính năng rất là hay. Bên Nikon thì không thể làm như thế này được. Và phần mềm làm được như thế này thì chúng ta phải mua khá là tốn kém. Ngoài balance shift, với ngoài balance shift này thì có thể nói là vô cùng dễ để các bạn có thể điều chỉnh màu sắc mà các bạn đang thích. Các bạn kéo tới đâu, ở bên live view này sẽ cho bạn thấy ngay kết quả. Điều này có thể nói là vô cùng dễ phải không các bạn? Về phần flash, các bạn có thể kích hoạt đèn flash ngay tại máy tính. Các bạn nhấn vào đây là chiếc flash ở trên máy sẽ tự động bật lên. Và các bạn cũng có thể cài đặt đèn flash với rất nhiều tính năng. Từ cộng trừ EV cho đèn flash, các bạn có thể điều chỉnh từ trừ 3 EV tới cộng 3 EV với bước chuyển là 1/3 EV. Các bạn cũng có thể lựa chọn cách đo sáng của đèn flash. Bây giờ mình sẽ chụp thử một tấm với đèn flash để các bạn cùng xem nhé. Các bạn có thể thấy tấm này mình chụp với đèn flash, hình của chúng ta đã sáng hơn khá là nhiều. Bây giờ chúng ta qua phần setup menu. Với phần setup menu này, chúng ta sẽ thấy phần bản quyền, tên người chụp, ngày giờ và firmware đang sử dụng. Như các bạn đã biết thì chúng ta chụp những bức ảnh rất là gần như thế này, chúng ta cần lấy nét làm sao cho thật chính xác. Ở trong phần mềm này hỗ trợ bạn lấy nét có thể nói là vô cùng chính xác luôn. Các bạn di chuyển qua màn hình phóng to 200% ở đây. Các bạn có thể sử dụng các phím điều khiển ở phía dưới này để các bạn lấy nét. Và motor ở trên thân máy sẽ di chuyển đúng theo ý của bạn. Rất là dễ. Với cách lấy nét như thế này thì gần như là không thể sai được những gì bạn thấy ở trên màn hình là những gì bạn sẽ chụp ra. Như vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn cách để chúng ta có thể cài được một phần mềm và điều khiển những chiếc máy ảnh Canon ngay từ trên máy tính với đầy đủ tất cả các tính năng. Và nói thật là không thể tiện lợi hơn được nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có gặp khó khăn nào trong việc sử dụng phần mềm này thì hãy để lại lời nhắn ở phía dưới. Mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mình biết với các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau.